Chào mừng mọi người đã đến với cả VinFast Safari. Chào mọi người đã đến với cả Nancy. Có mấy cái kiểu hình hài con động vật đấy để cho mọi người có thể check in đây, rất là nhiều chỗ để check in và có thể check in vào cái hình kia rất là xinh nữa. Nào thôi cái chợ bố có chưa? Bố có cái chợ rồi. Bây giờ biến chợ bố có là bố ngoài luôn. Người đã đến với cả Nancy Tour tại VinFast Safari. Ngày hôm nay thì mình đang đứng ngay cổng trời, đây là Flamingo. Ở đây khi mà chúng ta đến thì chúng ta sẽ gặp con gì ạ? Giống như con hồng hạc có con gì? Con này là con tí nữa mình sẽ để tên. Nancy Tour thì mọi người chúng ta có biết là chúng ta đang đi đâu không? Đây là vườn dê và vườn cừu. Ấy, chúng ta có thể đi cùng với chúng nó. Mọi người ơi, mình vừa ra khỏi cái vườn dê và cừu sâu rất là dễ thương và nó rất là thân thiện, nó chụp ảnh không hề quạo luôn. Đây ở bên cạnh mình đây là khỉ, các loại khỉ nhưng mà các em thì đang nghỉ ngơi. Nhiều loại hơn nhé.
rất giống ở trong Harry Potter mọi người. Nếu mọi người xem Harry Potter mà trong cái phần đầu tiên thì là có cái đoạn mà Harry Potter đứng trước cái cửa kính này và nói chuyện với một con rắn. Ở đây thì không phải là rắn mà là có. Ừ, đây có thằn lằn. Một cá. Mọi người ơi, mình đang đi trên đường đi cho vơi ăn thì ở đây có một cái đường rất là yên tĩnh ngay giữa rừng, rất là thích cho mọi người ở đây yên tĩnh. Mình đã từng đi một cái rừng Botanic Garden ở bên Singapore thì nó ngay giữa trung tâm Singapore ấy, cũng rất là xanh và yên tĩnh như thế này luôn, nhưng mà thực sự là mình thấy ở đây kiểu như là đẹp hơn, mà nó yên tĩnh, mà nó xung quanh cây rất nhiều hơn, rất là nhiều luôn. Bên kia thì nó sẽ theo chủ đề nhưng mà nó sẽ không thể nào mà to và nhiều được như thế này. Wow, con này là con dương à? Con gì đấy? Con gì đấy? Dương đấy, con này cũng là loại dương đấy. Oh, wow. Nói chung là trên này đi là mỗi cái thì đều cứ đang đi trên đường là sẽ có các con động vật khác nhau. Rất là hay. Làm này nó hòa với thiên nhiên. Vâng. Đúng rồi. Nhìn gì? Em nhìn gì? Ô, có một con hạc đi lạc ở đây. Ơ, sau đấy mẹ hát mà. Như bông cây cơ nia. Đấy. Tí 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 tí. Đấy, cây cơ nia nha mọi người. Trẻ có 12 năm kìa. Ủa, tức là sao? Là cái tuổi thọ của các con vật ở đây tính con kiến có 2 tuần đấy mọi người ạ. Còn một cái con mà có thể là lâu đời nhất ở trong cái bảng này đó chính là con rùa khổng lồ, sống đến được 150 năm. Quá đỉnh. Nãy giờ bảo đi xem voi mọi người mà cuối cùng nhà mình cứ ghé cho này ghé cho kia vẫn chưa xem voi xem được. Ôi rồi lại tự sướng. Rồi ta nhảy vào tiếp này. Trời ơi, bố mẹ mình chụp ảnh. Đến voi rồi mọi người ơi, chắc chắn. Let's go. Chúng ta đi vào với voi. Voi to thế. Rồi, đây là đồ ăn cho voi. Chuối mọi người ạ. Chuối. Đấy. Đây là phần mà thú vị nhất ở trong VinPearl Safari, đó chính là nơi mà sẽ là bán hoang dã, có nghĩa là chúng ta sẽ lên một con xe bus và đi vòng 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 để ngắm con thú. Họ sẽ thả rông luôn, rất là kiểu hơi mạo hiểm và cũng rất là thú vị đúng không? Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng trải nghiệm thôi nha. Rồi giờ chúng mình sẽ lên xe và đi nha. Khi vào Safari, ngoài việc chúng mình có thể chiêm ngưỡng các bạn thú ra thì chúng ta còn có thể biết thêm nhiều hơn về cách các bạn ấy sinh hoạt nữa. Chẳng hạn như là cách các bạn thú ngủ như thế nào này. Các bạn sư tử và hổ thì các bạn ấy sẽ ngủ tận 20 tiếng một ngày, dành cả thanh xuân để ngủ luôn mọi người ơi. Trong khi đó các bạn hươu cua cổ và ngựa vằn thì lại ngủ chỉ có 15 phút một ngày. Không phải tin được đúng không mọi người?
Và đặc biệt là hươu có cổ và ngựa vằn thì sẽ ngủ đứng, đứng yên bất động như tượng ấy mọi người. Và các bạn này thì sẽ chỉ nằm hai lần trong đời thôi, là khi sinh ra và chết đi. Đó cũng là một cái điểm rất là độc đáo của hươu có cổ và ngựa vằn. Thì bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong các số sau nhé. Nhớ là những thằng phá thì hãy theo dõi số sau thật là kỹ nha. Ok, rồi bye bye. Và nhớ subscribe, like, share cho mình nha. Bye bye.